cuộc sống của Hoa hậu Thu Ngân bên chồng đại gia hơn 19 tuổi. Giữa năm 2016, người đẹp Hải Phòng Trần Thị Thu Ngân đăng quang Hoa hậu bản sắc Việt lần đầu tiên. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc và học thức. Trái về các tân hoa hậu khác, ngay từ khi đăng quang, Thu Ngân đã rất kín tiếng trước công chúng. Cô hiếm khi xuất hiện ở các sự kiện và cũng ít khi trả lời báo chí. Thay vì tích cực quảng bá tên tuổi và danh hiệu của mình, Thu Ngân lặng lẽ trở lại với công việc học tập. Vào đầu tháng 1 năm 2017, sau nửa năm đăng quang, Hoa hậu bản sắc Việt Trần Thị Thu Ngân bất ngờ kết hôn cùng đại gia Doãn Phương. Đây là một tiền lệ hiếm ở Việt Nam, bởi thông thường trong suốt nhiệm kỳ Hoa hậu, các người đẹp sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ mà ban tổ chức cuộc thi đề ra và không có chuyện theo chồng bỏ cuộc chơi. Tuy nhiên, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt khẳng định Thu Ngân không vi phạm quy chế của cuộc thi. Đám cưới của cặp đôi diễn ra một cách rình rang xa hoa, khiến cho công chúng xôn xao. Vốn kín tiếng nên Thu Ngân rất ít khi chia sẻ về bản thân và cuộc sống của cô trên báo chí và mạng xã hội. Tuy nhiên, trong những dòng chia sẻ ít ỏi, người đẹp gốc Hải Phòng luôn khẳng định rằng cô đang có cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn và hạnh phúc bên đại gia Doãn Phương. Ngày 1 tháng 2 năm 2017, Thu Ngân hào hứng chia sẻ rằng cô được chồng tháp tùng đi xem phim dịp Tết. Kèm theo chia sẻ ngắn gọn của người đẹp Hải Phòng là hai bức ảnh ghi lại khoảnh khắc rạng rỡ hạnh phúc của cô. Không có quá nhiều thông tin, song những biểu cảm ngộ nghĩnh và đáng yêu với nụ cười rạng rỡ tươi tắn của Thu Ngân, mọi người đều hiểu cô đang rất hạnh phúc. Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc, nhiều khán giả cũng gửi tới Hoa hậu bản sắc Việt những lời chúc chân thành nhất. Mới đây, ngày 10 tháng 2 năm 2017, Thu Ngân tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc tình cảm hạnh phúc của cô bên chồng. Trong bức ảnh Thu Ngân ngồi bên chồng, cô ngả người dựa sát vào vai anh, cả hai vợ chồng đều nở nụ cười tươi tắn và rạng rỡ. Sau hơn một tháng sống cùng chồng đại gia, Thu Ngân cho hay, để hòa hợp cùng chồng không hề đơn giản, song cô sẵn sàng thay đổi vì anh. Cô nói, sống chung và hòa thuận một người không cùng máu mủ với mình là một điều không hề đơn giản. Đố ai nói cuộc sống hôn nhân luôn màu hồng. Nhưng tôi luôn nhớ một điều thầy dạy, nếu bạn không thể thay đổi một điều gì thì hãy sống chung với nó. Nếu bạn không thể thay đổi một ai đó thì hãy thay đổi chính mình. Bên cạnh đó, người đẹp Hải Phòng cũng khẳng định cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.